mình nói công việc nó nhiều đi, nặng nhọc thì không thể nói an nhàn được. Cùng làm một cái công việc, nghĩa là cái khối lượng việc nó nhiều, các bạn nhớ nhé. Nhưng mà cái người mà người ta có cái số an nhàn ấy, bạn nhìn cái cách làm việc của người ta ấy, nó khác. Ừ, nó khác. Còn cái người mà không có cái số an nhàn, cái cách làm việc của người ta nó khác. Cái người mà có số an nhàn ấy, người ta vẫn làm, vẫn hoàn thành cái việc, cái khối lượng, cái số lượng nó lớn, vẫn hoàn thành, nhưng họ làm, họ biết phân bổ thời gian. Ừ, cái cách làm của họ ấy, nó khoan thai, nó nhẹ nhàng, nó không ngùng ngục, nó không vội. Nhiều khi những cái người mà cái tướng, cái số người ta nó không an nhàn ấy, người ta làm thì có vẻ nhanh đấy, có vẻ vội đấy, có vẻ hùng hục đấy, nhưng mà cuối cùng là gì? Ok, người ta có thể là người ta hoàn thành nó sớm thì nó chừa ra được một khoảng thời gian, lẽ ra cái khoảng thời gian đó là họ nghỉ ngơi, nhưng mà không, cái người mà đã vội, cái người mà đã hùng hục ấy, thì khi người ta có cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, có khi người ta lại đi, người ta lại hùng hục cái việc khác. Nhưng mà còn ngược lại, cái người mà người ta có cái số an nhàn ấy, người ta làm, ừ, người ta chậm một tí, đến khi mà hoàn thành xong cái khối lượng, cái số lượng công việc ấy, thì có thể là cái khoảng thời gian nghỉ ngơi của người ta nó dôi ra, nó ít thôi. Nhưng mà đôi khi họ lại cũng không cần cái chuyện đó, bởi vì cái lúc mà họ làm, họ đã là cái người, họ đã nghỉ ngơi ngay khi họ làm đấy. Các bạn để ý cho mình cái điểm đó. Cái điểm đó là các bạn hãy để cho mình. Ừ, thế nên bạn nào ấy, trong bạn nào mà trong cuộc sống mà bạn bạn làm bất cứ một cái gì mà bạn cảm thấy là nó bị mệt mỏi, nó bị vội, nó bị mệt, thì bạn hãy nhớ, bạn hãy nhớ cái mình chia sẻ hôm nay. Bạn làm cái gì bạn đừng có, không cần hùng hục, cứ từ từ, từ từ rồi sẽ xong, từ từ rồi sẽ hoàn thành, không vấn đề gì, đừng có vội. Vội là mệt, cũng vẫn là hoàn thành, nhưng mà vội là mệt, mà mệt quá thì năng lượng nó xuống quá, nhiều khi lần sau nhìn đến việc cứ sợ. Thế bạn thấy là đi ra ngoài, nhiều khi mình nói các bạn nhé, các bạn có thấy là đi ra ngoài những cái người nào mà người ta làm cái gì nhá, người ta cứ bình tĩnh, người ta cứ từ từ, rất bền. Còn những cái người nào mà cứ tỏ ra là kiểu như là tích cực ấy, thì cứ tỏ ra tích cực, không ăn thua. Cái người mà cứ tỏ ra tích cực, hay là người ta làm cái gì người ta cứ hùng hục là biết ngay cái người này không, cái độ bền của người ta, cái độ duy trì, cái sự bền bỉ người ta nó sẽ kém, nó sẽ kém. Cái điều đó là cái điều mà rất là đương nhiên. Bạn thấy là những cái người, người ta đi chạy kiểu chạy đường dài ấy, chạy marathon nhưng chạy đường dài ấy, thì người ta đâu có vội đâu, đúng không? Người ta không vội thì người ta bền bỉ, người ta chạy, người ta đi được đường dài. Chứ còn cái người mà chạy kiểu như là hùng hục, chạy nhanh, chạy vội, có khi chạy được một tí thôi là không chạy được nữa, mệt, thở hồng hộc, mệt. Vừa mang tiếng là vừa vừa bị mệt, vừa lại còn cái kết quả nó lại không đấy, nói chung là nhiều khi các bạn cứ để cho mình, đúng không? Các bạn để đi, nó là như vậy đấy. Làm cái gì cứ từ từ thôi, không vấn đề gì. Nhiều khi bạn cứ làm bất cứ cái gì, bạn cứ thong dong, bạn thư thả, bình tĩnh, nó vẫn sướng, cái cuộc sống nó vẫn sướng, cuộc sống nó chỉ đến thế thôi mà. Bạn vội chả vội đi đâu đâu, vội vội đi đâu, đúng không? Đằng nào chả thế. Mình thấy là những cái người trong cuộc sống, người ta cứ vội, mình thấy mệt. Ừ. Những người nào trong cuộc sống, người ta cứ vội, người ta mệt lắm.
lúc nào cũng nhấp nha nhấp nhồm, hoặc là làm đang làm việc này trong đầu tự dưng cứ nghĩ đến việc kia, đang nói chung bạn mà cứ là những người bạn đang làm cái này mà bạn cứ trong đầu bạn cứ sắp xếp cái việc khác, nghĩ việc khác thế này thế kia ấy. Thì bạn là cái người không an nhàn, bạn là cái người không an nhàn. Có những cái người như mình nói nha, có những cái người mà người ta đi ăn sáng, người ta đang ăn sáng thì ngồi mà ăn cho nó ngon đi, thì rõ ràng là đang ăn sáng đầu lại nghĩ đến buổi trưa ăn cái gì. Đang ăn sáng mà đầu lại nghĩ đến buổi trưa ăn cái gì, thì mình hỏi bạn, cái người như vậy lấy đâu ra ăn nhàn? Đúng không? Cái người như vậy không thể nói là người ta là cái người ăn nhàn được. Cái người ăn nhàn ý, khi người ta ăn sáng ý, người ta đang ăn ý, là người ta biết, người ta tận hưởng luôn. Cái lúc đó là người ta nghỉ ngơi ngay trong cái lúc người ta ăn. Và người ta ăn, người ta rất rất chăm chú đến cái đồ ăn của người ta, thì người ta mới cảm nhận được, cảm nhận được cái đồ ăn người ta nó ngon. Cái người như vậy mới là cái người biết thưởng thức. Cái người như vậy mới là cái người có số ăn nhàn. Đúng không? Mà đấy đi, người như vậy mới là cái người ăn nhàn, người ta tận hưởng chứ. Hay là mình nói đơn giản là như thế này, những cái người bạn thấy là những cái người mà người ta ngồi người ta uống nước, người ta ngồi người ta uống nước, người ta uống cái chén nước chè thôi, nhưng mà người ta ngồi người ta uống, người ta nâng lên, người ta uống từ từ, người ta nâng lên, người ta bắt đầu người ta hít hít hà, người ta ngửi rồi người ta thổi, xong người ta uống, người ta chép chép miệng, cảm nhận ấy, từ tốn bình tĩnh. Người đó là cái người ăn nhàn ấy. Người đó là cái người ăn nhàn. Chứ còn những cái người mà kiểu như là nâng cũng là uống cái chén nước chè xong vội vội vàng vàng lên rồi xong một tợp làm ngay một đỏ xong luôn chẳng hạn là như vậy. Xong rồi tranh thủ đi làm cái việc khác, tranh thủ làm công việc thế này thế kia. Thì rõ ràng những người đó là những người không phải là những người ăn nhàn, chưa phải là cái người ăn nhàn. Xin chào quý vị và các bạn nha. An nhàn đâu chưa thấy, nhưng mà mình nói các bạn là như này, các bạn cứ để ý này. Cái người mà cái người mà mặc áo sơ mi xong rồi tay thì cứ sắn lên, sắn tay lên, đấy là cái người chưa phải là cái người an nhàn. Đúng không? Nếu mà mặc áo sơ mi mặc tay mà dài tay là thôi cứ để không cần phải sắn, thì đấy lại là cái người ăn nhàn. Còn cái người mà mặc áo sơ mi dài tay mà tay cứ sắn lên ý, thì là những cái người kiểu như là thường là những người năng động, thường năng động. Hoặc là như thế này nữa, các bạn cứ để ý cho mình là như thế này. Hoặc là cái người nào mà kiểu như là khi mà người ta đang người ta làm cái gì nhá, mà trong đầu người ta chỉ một thứ người ta làm thôi. Người ta cứ từ từ người ta làm một thứ thôi. Thì đấy là cái người ăn nhàn. Đúng không? Đấy là cái người ăn nhàn đấy. Chứ còn như mình chẳng hạn như là ví dụ như là mình hôm nay đây này, sáng ra thì mình tranh thủ mình quay video, tranh thủ mình làm video thì đến trưa thì lại phải có cái việc đi ăn dỗ. Đúng không? Đi ăn dỗ xong đến chiều lại có chút việc nữa. Là tự dưng kiểu như là trong đầu nó lên kế hoạch nhiều thứ, thì đâm ra là cũng chưa thể nói là an nhàn được, chưa thể nói là an nhàn được.
Bởi vì thường thường là những cái người ăn nhàn thì người ta làm bất cứ một cái gì, người ta thôi thì cứ đến đâu, làm đến đâu, cứ nghĩ đến đâu thì làm đến đó. Người ta không vội, chẳng có nhiều cái kế hoạch gì, cứ thuận thì làm, cứ thuận duyên thì làm, cứ từ từ thì làm, cái kiểu là như vậy. Thế này nha, trong cái nội dung video của mình hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị cùng các bạn một vài cái nét tướng cũng như là một vài cái đặc điểm của cái người mà người ta là cái người người ta có cái số ăn nhàn ấy. Cái người người ta có cái số ăn nhàn, cái người người ta có cái số sung túc. Cái video này là mình dành cho cả nam lẫn nữ, các bạn chú ý đón xem. Bây giờ mình nói qua một vài những cái nét tướng. Mình sẽ nói qua một vài cái nét tướng. Một lát mình sẽ nói về cái đặc điểm. Nói về cái dấu hiệu, cái đặc điểm. Bây giờ mình nói qua một vài cái nét tướng. Các bạn cứ lấy gương ra, mình sẽ nhặt những cái nét tướng của cả nam, của cả nam lẫn nữ. Thì mình sẽ nói. Cái đầu tiên là các bạn cứ nhìn nha, những cái người kiểu như là những cái người người ta có cái tướng ăn nhàn ý. Cái đầu tiên thì các bạn cứ nhìn như thế này cho mình này. Cái đương nhiên, cái đơn giản nhất cái đơn giản nhất là các bạn cứ nhìn, các bạn nhìn vào cái mũi của người ta. Những cái người mà người ta là những người người ta có cái số ăn nhàn ý, cái mũi người ta nó không to lắm đâu. Nó không to lắm. Cái thứ nhất là nó không to lắm. Cái thứ hai là nó gọn gàng ý. Nó thẳng, nó cao và nó gọn, chứ nó lại không to. Mũi không to lắm. Cái nữa là các bạn, khi các bạn nhìn kiểu như là các bạn nhìn vào cái trán ý, các bạn nhìn vào cái trán người ta ý, nó không cao lắm, không cao lắm, không rộng lắm. Kể cả là nam hay là nữ, nhưng mà đặc biệt là như này này, đặc biệt là trán của người ta nó sáng. Nhìn trán của người ta sáng. Trán người ta nó đầy đặn, nó sáng, nó không bị nhấp nhô. Nó không nhấp nhô, nó không nhăn nheo, bằng phẳng nhé, không nhăn. Mà kể cả hơi cong một tí nữa, chứ đừng có cong quá, đừng có rô. Nó hơi bằng phẳng, không cao quá, không rộng quá, nhưng mà đầy đặn sáng. Tướng an nhàn đấy, tướng an nhàn đấy. Rồi là bạn nhìn vào cái cặp lông mày của cái người mà có cái tướng an nhàn ấy. Bạn để cho mình là như này này, những cái người mà có cái tướng an nhàn ấy thì lông mày của người ta nó đậm vừa phải, nó không nhạt nhá, nó đậm vừa phải, mà cái sợi lông mày ấy, nó mềm, nó mọc kiểu như là nó mọc xuôi chiều ấy. Thường là lông mày của người ta nó kiểu như là nó cong cong, hay là kiểu như là cái lông mày người ta nó hình lá liễu, nó mềm mại, cái dáng ấy, nó cong, nó mềm mại. Các bạn cứ để ý cho mình, cái sợi lông mày nó mềm mại, mà cái hình dáng cái khuôn lông mày nó cong hoặc là nó hình lá liễu. Đấy là cái tướng ăn nhàn ấy. kể cả là nam hay là nữ.
như thế này, các bạn nhìn vào cái người mà ăn nhàn ấy. cái miệng của người ta ấy, cái miệng của người ta nó không to, nó bình thường thôi, thậm chí là nó nhỏ. một lát mình sẽ giải thích từng cái bộ vị vì sao lại thế. Các bạn nhìn vào cái miệng cho mình. Những cái người mà có cái tướng ăn nhàn, cái miệng người ta nó vừa phải thôi, thì nó vừa phải, nhưng mà cái quan trọng là kiểu như là cái miệng người ta nó cân đối, nó đều, miệng cân đối đều, sắc môi nó hồng nhuận, mà miệng người ta nó hay khép. Cái miệng người ta nó hay khép. Và một cái điểm này nữa này, cái người mà người ta có cái tướng ăn nhàn ấy, cái cằm của người ta nó tròn, cằm tròn, cằm đầy đặn, tròn. Bạn nhớ đấy, cằm đầy đặn và tròn. Hơn nữa là như này này, cái phần da rẻ người ta ấy, cái phần nước da của người ta ấy, thì những cái người mà có cái tướng ăn nhàn thì nước da người ta thường là sáng và mịn. Bạn nhớ nhé, sáng và mịn. Nước da sáng và mịn, nó tươi, nó sáng và mịn. Thường thường là cái người châu Á mình là da kiểu như là da kiểu nó cứ trắng ấy. Da trắng thì kiểu tướng ăn nhàn. Mà có những cái người mà da hơi nâu nâu tí, hay ngăm ngăm tí, nói chung là tùy từng loại da, nhưng mà đa phần những cái người có cái tướng ăn nhàn, da người ta nó trắng. Các bạn nhớ đấy, nó trắng mà nó mịn. Rồi là các bạn nhìn vào cái bàn tay cho mình. Nhìn vào cái bàn tay quan trọng. Cái người mà có cái tướng ăn nhàn ý thì cái bàn tay người ta tương đối đẹp nha. Các bạn nhớ đấy, cái bàn tay rất đẹp. Ngón tay nó thon, nó dài. Ngón tay thon dài. Cái đầu ngón tay người ta nó nhọn. Tay người ta nó mềm mại, nó thon, nó dài, tay đẹp, bàn tay đẹp, ngón tay đẹp, ngón tay thẳng, bàn tay nó dày dặn, nó ấm. Nói chung là da rẻ, tay kiểu như là trắng, nhìn nó trắng trẻo, nhìn nó đẹp, nhìn nó mịn màng, nó không dần dùi, nó không chai. Nói chung là nhìn rất là đẹp, nuột nà. Kể cả là bàn chân người ta nó cũng đầy đặn, các cái ngón chân các thứ nó cũng thẳng, nó cũng đẹp. Cái đầu ngón chân thì nó tròn. Chân người ta đầy đặn, nó múc mít, tướng ăn nhàn đấy. Nó hồng hào. Chân chiếc là không được nứt nẻ, không được gân guốc nó nổi lên. Chân người ta da rẻ các thứ nó phải mềm mại. Gót chân có chiếc hồng hào, mũm mĩm. Đại loại là như vậy. Rồi là những cái người mà kiểu như là cái tướng ăn nhàn thì các bạn biết. Từ cái tướng đi người ta đi cũng, người ta đi, cái dáng đi người ta nó khoan thai lắm. Cái dáng đi người ta nó cũng nó nhẹ nhàng. Cái bước đi người ta nó nhẹ nhàng. Đi nó nhẹ. Không đi nhanh đâu nha, không đi nhanh, đi nhẹ, đi thẳng, đi từ từ. Kiểu cái dáng đi người ta nó êm, bước chân nó nhẹ, nó êm, nó lướt. Nó êm, nó lướt. Rất từ từ, từ tốn, khoan thai, lưng thẳng. Chứ còn những cái người mà kiểu như là không ăn nhàn ấy, những cái người mà kiểu vất vả ấy, người ta đi, người ta cứ đổ về phía trước nhiều ấy. Đổ về phía trước nhiều. Mà đi tay tiếp đánh hai hàng, đánh nhanh, không ăn nhàn, vội. Bạn nhìn cho mình cái dáng đi.
kể cả là bây giờ bạn nhìn cho mình kiểu như là cái tướng ngồi, cái người mà an nhàn, người ta ngồi, các bạn cũng thấy là người ta ngồi nó vững, người ta ngồi nó không động đậy đâu, nó không cựa quậy, không động đậy và không cựa quậy, ngồi nó vững lắm, ngồi nó yên một chỗ. Rồi là những cái người mà kiểu như là có cái tướng an nhàn thì các bạn thấy là cái giọng nói người ta, cái ngữ điệu, cái giọng nói người ta cái giọng nói của người ta thì thường nó cũng kiểu như là nó hơi chậm một tí. Cái thứ nhất là nói chậm này, cái thứ hai là kiểu như là cái chất giọng của người ta nó không cao đâu, nó hơi trầm, nó hơi thấp một tí, nó từ bình thường cho đến chấp cho đến thấp mà nó cũng trong trẻo, nghe nó cũng dễ nghe. Nói chung là nghe kiểu như là nó êm, nghe nó dễ chịu. Cái tông giọng người ta nó không cao. Mà kể cả là cái âm lượng ấy, âm lượng nó không lớn. Âm lượng không lớn, các bạn nhớ. Cái âm lượng nó vừa phải. Cao độ nó vừa phải. Volume vừa phải, nghĩa là âm lượng. Giọng người ta nó không to, nó nhẹ nhàng. Thường là từ tốn, thường là nhẹ nhàng. Hơn thế nữa là như thế này, là những cái người mà kiểu như là có cái tướng an nhàn ấy, bạn thấy là kiểu như là họ là những người cái hơi thở của họ ấy, nó êm, hơi thở của họ nó đều, nó từ từ, nó êm ấy, chứ nó không kiểu như là thở hồng ngọc, không kiểu thở gấp. Cái hơi thở người ta nó nhẹ, tướng an nhàn. Mình nói trong nhân tướng, cái tướng hơi thở nó quan trọng lắm nhá, cái tướng hơi thở quan trọng lắm. Nhất là khi mà kiểm tra quan sát, khi mà các bạn mà ngủ ý, thì các bạn mà ngủ mà nhìn ngoài người ta quan sát, người ta thấy là cái hơi thở của bạn trong lúc ngủ ý, mà nó càng êm bao nhiêu thì cái tướng bạn nó càng quý. Cái tướng càng quý. Khi ngủ mà cái hơi thở mà thở như không ý, nó êm ý, cảm giác đặt tay nó êm, cái hơi thở nó càng nhẹ, đấy là cái tướng quý ấy, tướng an nhàn ấy. Cái tướng đấy là sung túc lắm. Tướng đấy an nhàn. Rồi là các bạn nhìn vào cái đôi mắt cho mình nhá, nhìn vào cái đôi mắt cho mình. Những cái người an nhàn thì cái đôi mắt của người ta thường là nó, đôi mắt người ta nó sáng nhưng nó hiền, đôi mắt người ta nó hiền, đôi mắt của người ta là kiểu đôi mắt luôn biết thông cảm ấy, không tranh giành, không tranh đua, không tranh chấp, không đấu tranh, không giành giật. Thì cái đôi mắt của người ta là cái đôi mắt kiểu như là thân thiện, hòa đồng, mà kiểu có một cái gì nó rộng rãi, rộng lượng, biết điều thì kiểu là như vậy. Chứ còn mắt người ta đặc biệt là nhìn nó hiền, nó không dữ hay là nó không quá mạnh, nó không mạnh đâu. Nó bình thường trong cái trạng thái, tất cả là trong cái trạng thái kiểu như là cái trạng thái như kiểu là nghỉ ngơi. Nhưng mà không phải là mệt mỏi, các bạn nhớ nhé. Lại không phải là mệt mỏi, không phải là lờ đờ. Hoặc là như thế này nữa này,
hoặc là các bạn nhìn vào cái sợi tóc, nhìn vào cái sợi tóc cho mình. Những cái người mà có cái tướng ở nhà là tóc của người ta nó, cái sợi nó nhỏ, tóc nhỏ, tóc mọc dày, sợi nhỏ, đen, đen, đen láy. Mình nói nếu như bạn nào là những cái người mà kiểu như các bạn là những cái người có tuổi rồi thì tóc của các bạn nó bạc là cái chuyện bình thường, nhưng mà còn cái sợi nào mà nó đen ấy thì nó là đen. Các bạn già tóc bạc là chuyện bình thường, sợi nào đen là đen, nó đen, đen bóng, đen láy. Thường thường là các bạn nhớ nhá, những cái người mà ăn uống dưỡng chất người ta đầy đủ ấy, thì tóc người ta nó đen. Nhất là những cái bạn mà kiểu như là cái đạm ấy, cái protein trong cơ thể nó đầy đủ, tóc rất là khỏe và đen. Còn những cái bạn mà kiểu như là ăn uống mà thiếu chất ấy, protein nó trong cơ thể nó bị thiếu ấy, thì tóc nó khô, nó vàng. Tóc khô, tóc vàng. Thế nên khi chúng ta mà đi, có những cái dịp mà chúng ta đi đi du lịch, đi về những cái nơi mà những cái vùng sâu, vùng xa ấy, trẻ em ở những cái vùng sâu, vùng xa mà hay nô đùa chơi cánh đồng ấy, tóc cứ vàng hoe ra. Không phải nhuộm đâu, nên là thiếu protein, thiếu đạm, tóc vàng hoe, kể cả là đang còn bé. Nói chung là như thế này, những cái người mà có cái tướng an nhàn, khi mà các bạn nhìn vào, các bạn cảm nhận ở họ ấy, nó có một cái gì rất là nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Ở họ các bạn nhìn, các bạn cảm thấy nó thoải mái khi bạn tiếp xúc, bạn thấy nó thoải mái, thấy dễ chịu. Từ cái cách mà kiểu như là cái cách nhìn, cái cách họ nhìn các bạn, sau đó là cái cách mà họ nói chuyện với các bạn ấy, nghe nó nhẹ nhàng, nghe nó dễ chịu. Đi đứng cử chỉ hành động khoan thai, nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển, nó nhẹ nhàng. Nói chung đấy là cái tướng của cái người an nhàn. Thế vì sao mình lại nói là cái người mà an nhàn, cái mũi người ta nó cũng không được to, nó chưa được to. Nó chưa được to, mũi của họ trong cái trạng thái mà mũi nó thẳng, nó cao nhưng mà nó gọn, nó bình thường ấy. Thì vì sao? Thì như thế này, các bạn nhớ là như này này. Những cái người mà mũi của người ta mà nó to ấy, cái người mũi to thì họ thường là những cái người họ làm cái gì họ hết mình lắm, cố gắng kiểu hết mình ấy. Khi nào mà họ làm cái gì họ làm bằng xong thì thôi, khó khăn cũng làm, vất vả cũng làm. Khó khăn cũng làm mà vất vả thì cũng làm. Những cái người chính ra, những cái người mũi to ấy, thì thường họ là những người họ vất vả, nhưng mà họ cũng là những cái người họ cũng dễ thành công. Vất vả nhưng mà dễ thành công, ý chí mạnh. Còn những cái người mà mũi bình thường thôi, không to lắm nhưng mà nó cao, nó thẳng, nhìn cái mũi của họ nó gọn, nó đẹp ý, số lại an nhàn, không quá giàu nhưng mà cũng không nghèo, cái cuộc sống ấy luôn sung túc, đầy đủ, an nhàn. Hoặc là như thế này nữa này, hoặc là cái người mà an nhàn ấy, vì sao mà cái tướng trán của người ta ấy, đây cái vầng trán người ta ấy, nó chỉ là bình thường thôi, nhưng mà nó đẹp, nó không cao, không quá cao, thì nó không quá rộng, nhưng mà cũng không thấp, mà cũng không hẹp,
các bạn nhớ nha, nó ở trạng thái nó bình thường, nó vừa phải, nhưng quan trọng nó đầy đặn, nó đầy đặn, nó sáng, nó không nhấp nhô, nó không nhăn, không nhăn nhúm. Thì vì sao lại thế? Vì sao lại thế? Vì mình nói các bạn như này, các bạn đến là như này nha. Thường thường là những cái người mà cái trán của người ta nó cao ấy, thì cái người mà trán cao trán rộng thì thường họ là những cái người họ dễ kiểu như là lao tâm lao lực, nghĩa là họ làm, họ có thể là họ nghĩ được nhiều việc, họ làm được nhiều việc, họ sắp xếp được nhiều việc, nghĩa là luôn luôn là họ kiểu như là cái hoạt động ở cái sáng tạo của họ ấy, nó luôn luôn là nó nhiều. Họ có cái xu thế kiểu như là ôm đồm, việc gì họ cũng làm được ấy, thế họ ôm đồm. Bạn biết rồi, họ ôm đồm, cái gì họ làm, cái gì họ muốn, kiểu như là nói chung là làm việc về thì suy nghĩ về đầu óc thì họ liên tục. Người ta gọi là lao tâm lao lực ý. Nhiều người chán cao chán rộng, người ta làm được nhiều lắm. Người ta làm việc, người ta suy nghĩ nhiều, người ta tính toán nhiều. Nó tùy từng trạng thái những công việc, tùy từng trạng thái công việc. Nếu như bạn là những người bạn, ví dụ bạn là những người bạn bên bên thiết kế chẳng hạn, thì bạn cũng phải chăn trở, bạn suy nghĩ, bạn thiết kế cái gì. Hay là bên nghệ thuật thì bạn cũng phải chăn trở làm thế nào mà cho nó đẹp, bạn sáng tạo ra, đúng không? Hay là bạn là bên viết lách các thứ thì bạn cũng phải suy nghĩ nhiều, đúng không? Nói chung là tóm lại là như này, là những người chắn cao chắn rộng ấy, thì thường họ là những người họ là những người ok, họ có tài, họ dễ thành công, nhưng họ cũng là những người họ thông minh, mà nhưng mà họ cũng là những người dễ kiểu như là lao tâm lao lực, dễ là kiểu như là vất vả về cái đường đầu óc, làm việc bằng đầu óc. Thế nên những cái người kể cả có thành công nhưng người ta lao tâm lao lực thì đó chưa phải là cái người an nhàn. Đó chưa phải là cái người an nhàn. Nhưng mà tuy nhiên các bạn nhớ nha, khi các bạn để ý xem về nhân tướng ấy, thì các bạn nhớ, các bạn để ý nó có những cái bộ vị như thế này, có những cái bộ vị như thế kia. Nó phải nhân chia, nó cộng trừ nha, nhân chia cộng trừ ra, đúng không? Ví dụ như là những cái người mà khi các bạn nhìn, các bạn thấy là họ là những người có vẻ là vất vả nhưng mà cái da rẻ của họ nó lại khác. Không thì cái ánh mắt của họ nó lại khác. Ánh mắt của họ nó lại nhẹ nhàng hơn, nó lại không kiểu như là nó không mạnh quá. Thì những cái người đó họ cũng là những người, họ sẽ là những người an nhàn, đúng không? Hay là cái giọng nói, cái tiếng nói của họ. Đấy, các bạn nhớ, các bạn phải để ý nhiều cái, đúng không? Có những cái người, mình nói có những cái người các cái bộ vị, các cái bộ vị của người ta thể hiện người ta là những cái người, người ta ham hoạt động. Nhưng mà có một vài cái bộ vị lại thể hiện người ta lại là cái người an nhàn. Chính vì vậy đâm ra là các bạn phải để ý. Mình nói đơn giản ví dụ là như thế này, có những cái người mà kiểu như là cái dáng, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái giọng nói, hay là từ cái đi đứng, người ta rất là an nhàn, nhưng mà cái đôi bàn tay của họ ấy nó lại chưa được đẹp. Nó lại cứng, lại chưa được đẹp. Xong rồi nó lại chai, kiểu nhìn là đôi bàn tay nó chưa đẹp, đôi bàn tay kiểu vất vả ấy. Thì họ chưa phải là cái người an nhàn. Hoặc là nếu như mà những cái người nào mà kiểu như là cái phong thái của họ nó chưa được an nhàn, nhưng mà cái đôi bàn tay của họ nó lại đẹp. Thì rất có thể những cái người này là những cái người mà cũng có một cái gì, người ta gọi là có một cái gì nó an nhàn. Có một cái gì đó nó an nhàn, cái đôi bàn tay đẹp, rồi là kiểu như là cái khuôn mặt nhẹ nhõm, ví dụ là như vậy. Thế nên quan sát, khi mình nói đôi khi cái phần lớn thì tướng nó sẽ đi vào bộ, phần lớn là tướng nó đi vào bộ, nhưng mà còn ngược lại là thế này, có những cái kiểu như là phá cách, liệt cách, không đúng cách. Thế nên chúng ta đòi hỏi là chúng ta phải quan sát cho nó
cho nó tổng thể một tí, đúng không? Quan sát cho nó tổng thể một tí. Đấy, thế nên ấy, những cái người nào mà chán của người ta bình thường thôi nha, đừng có cao quá, đừng có rộng quá. Quan trọng là chán người ta nó cân đối, nó đẹp, nó đầy đặn, nó sáng, nó không gồ ghề. Đấy là cái người có cái tướng an nhàn. Đấy là cái người có cái tướng an nhàn. Rồi là tại sao mình lại nói là cái giọng nói của người ta nó không nhanh quá, nó không cao quá, hay là nó không to quá, thì đấy là tướng an nhàn. Tại sao? Tại vì các bạn cứ để ý là như này nha. Các bạn cứ để ý với mình một cái điều là như này nha. Những cái bạn nào ấy, những cái bạn nào mà kiểu như là cái giọng nói của bạn ấy mà nó bị to, nó bị to ấy, thì thường các bạn là những cái người, cái tính của các bạn ấy nó dễ nóng nảy, đúng không? Nó dễ nóng nảy, cứ nói to ấy, dễ nóng nảy, mà khi nói to là mệt. Mà để đi cái âm lượng mà nó to là bạn nói to là mệt, nói to là mệt, đúng không? Còn bạn nào mà kiểu như là nói kiểu nói nhanh ấy, nói nhanh thì là do gì? Cái tính của các bạn nó cũng vội, bạn hay nói nhanh, tính vội, bạn nhớ chứ? Bạn nói nhanh là bạn vội, mọi thứ. Nói chung là từ những cái suy nghĩ cũng vội, mọi thứ nó cũng vội. Nhưng mà được cái là như này này, những cái người nói nhanh thì thường là ok, cái tư duy của họ nó có đấy, họ cũng thông minh đấy, họ cũng thông minh, nắm bắt mọi thứ cũng nhanh nhẹn, cũng thế này thế kia. Mà đôi khi là có những cái lúc cũng cái gì nhanh mà nó thiếu từ tốn thì kiểu gì đôi khi nó bị mắc sai lầm, đúng không? Dễ mắc sai lầm. Được cái nắm bắt cơ hội nhanh nhưng mà đôi khi cũng dễ mắc sai lầm. Thế nên những cái người mà người ta ăn nhàn, người ta không nhanh, cái lời ăn, cái giọng nói người ta cũng không nhanh, thì người ta không nhanh đâu. Nhanh là bị vội, đúng không? Các bạn để cho mình, hay là nói cái giọng mà kiểu như là cái nó cao ấy, thì cao ấy, giọng cao ấy không. Cái người mà giọng cao thì cũng là những người, người ta kiểu như là người ta cũng dễ mệt. Người ta mệt khi người ta nói, khi người ta nói người ta cũng mệt. Mà cái người nghe người ta cũng mệt. Thế nên cái người mà nói cái giọng, mà chất giọng người ta nó cao, người ta chưa phải là cái người an nhàn. Chất giọng người ta mà nó cao thì họ là những người cũng ham hoạt động, cũng dễ kiểu như là cảm tính, cảm xúc, dễ không kiềm chế được những cái cảm xúc, dễ nóng nảy, đại loại là như vậy. Đúng không? Nhìn vào một vài những cái về bề ngoài. À, hơn nữa bạn nhớ cho mình là như này này, những cái người mà ăn nhàn ấy thì đương nhiên là các bạn nhìn cái khuôn mặt của họ ấy, nó nhẹ nhõm lắm nhé. Mặt họ nó đầy đặn, nó nhẹ nhõm. Mà kể cả nó có gầy ấy, nhưng mà nó không được trơ xương. Gầy nhưng mà không trơ xương. Cái khuôn mặt ấy nó tươi sáng, mặt của họ nó nhẹ nhõm. Kể cả là cái khuôn mặt của họ nó to ấy, nó to, nó đầy đặn ấy, nhưng mà nó không bị nặng, thì nhìn nó nhẹ nhõm. Cái cơ mặt ấy, nó giãn,
Còn cái bạn nào mà mặt mũi của các bạn nó kiểu nó cứ nặng chình chịch ấy, thì các bạn chưa phải là cái người nhàn. Là những cái bạn nào mà kiểu như là bạn hay câu có ấy, cái khuôn mặt nó hay câu có thì cũng không phải là cái tướng nhàn. Cái người có cái tướng nhàn thì cái khuôn mặt người ta nó thả lỏng lắm, nó thư giãn lắm. Thư giãn lắm. Mà thường các bạn quan sát, các bạn để ý cho mình là như thế này này. Các bạn để ý cho mình là cái đặc điểm nhá. Cái đặc điểm, cái tính cách, những cái người mà có cái số nhàn ấy, thì các bạn sẽ thấy ở họ nó có những cái như thế này. Họ là những cái người họ luôn trân trọng được những cái thứ gì mà họ có ấy. Các bạn cứ để ý, cái tướng nhàn, số nhàn ấy, họ luôn trân trọng, kể cả mình nói tức kể cả những cái thứ mà nó bình thường, nó đơn giản thôi, nhưng mà họ rất là trân trọng. Mà họ trân trọng kể cả là những cái người ta gọi là những cái niềm vui nho nhỏ, họ cũng rất là trân trọng, họ rất thích. Họ không cần là phải là cái gì nó to tát, nó ghê gớm quá là như thế nào đâu. Cái người có cái số ăn nhàn ý, mình nói ví dụ là như thế này, là những cái người nhá, có những cái người cái cuộc vui của người ta nó họ là họ phải thích đi đây đi kia, đi du lịch đây đi du lịch kia chẳng hạn, hay là thích đi nhà hàng này đi nhà hàng nọ cho nó hoành tráng, để nó thay đổi cái cảm xúc chẳng hạn. Nhưng mà những cái người nào mà người ta là cái người, người ta có số ăn nhàn, thì người ta đôi khi người ta ở nhà thôi, người ta mua, người ta làm cái mâm cơm ở nhà, người ta ăn uống, người ta cũng cảm thấy là vui. Cái niềm vui nhỏ nhỏ quây quần đó, người ta cũng cảm thấy là vui, kiểu là như vậy, kiểu là như vậy. Bạn cứ để ý, đấy là cái người có cái số ăn nhàn đấy. Mà mình nói các bạn nhớ một điều là như này nha. Các bạn cứ nhớ một cái điều là như này này, ăn nhàn hay không ăn nhàn ý, các bạn phải luôn nhớ với mình một cái điều là như này. Ăn nhàn hay không ăn nhàn nó nằm ở cái phần lớn, nó nằm ở cái suy nghĩ nha, nó nằm ở cái suy nghĩ. Bạn nhớ đấy, nó nằm ở trong tâm, trong đầu ý, trong suy nghĩ. Hai người cùng làm một cái việc, nó tương đối, nó nặng nhọc, hay là tương đối là cái công việc nó nhiều. Mình nói công việc nó nhiều đi, nặng nhọc thì không thể nói an nhàn được. Cùng làm một cái công việc, nghĩa là cái khối lượng việc nó nhiều, các bạn nhớ nhé. Nhưng mà cái người mà người ta có cái số an nhàn ấy, bạn nhìn cái cách làm việc của người ta ấy, nó khác. Còn cái người mà không có cái số ăn nhàn, cái cách làm việc của người ta nó khác. Cái người mà có số ăn nhàn ấy, người ta vẫn làm, vẫn hoàn thành cái việc, cái khối lượng, số lượng nó lớn, vẫn hoàn thành. Nhưng họ làm, họ biết phân bổ thời gian. Thì cái cách làm của họ ấy, nó khoan thai, nó nhẹ nhàng, nó không ngùng ngục, nó không vội. Nhiều khi những cái người mà cái tướng, cái số người ta nó không ăn nhàn ấy, người ta làm thì có vẻ nhanh ấy, có vẻ vội đấy, có vẻ hùng hục đấy. Nhưng mà cuối cùng là gì? Ok, người ta có thể là người ta hoàn thành nó sớm, thì nó chừa ra được một khoảng thời gian. Lẽ ra cái khoảng thời gian đó là họ nghỉ ngơi, nhưng mà không. Cái người mà đã vội, cái người mà đã hùng hục ấy, thì khi người ta có cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, có khi người ta lại đi, người ta lại hùng hục cái việc khác. Nhưng mà còn ngược lại, cái người mà người ta có cái số ăn nhàn ấy, người ta làm, người ta chậm một tí, đến khi mà hoàn thành xong cái khối lượng, cái số lượng công việc ấy,
thì có thể là cái khoảng thời gian nghỉ ngơi của người ta nó rơi ra nó ít thôi. Nhưng mà đôi khi họ lại cũng không cần cái chuyện đó. Bởi vì cái lúc mà họ làm, họ đã là cái người, họ đã nghỉ ngơi ngay khi họ làm. Đấy, các bạn để cho mình cái điểm đó. Cái điểm đó là các bạn hãy để cho mình. Trong cuộc sống mà bạn làm bất cứ một cái gì mà bạn cảm thấy là nó bị mệt mỏi, nó bị vội, nó bị mệt, thì bạn hãy nhớ cái mình chia sẻ hôm nay. Bạn làm cái gì bạn đừng có không cần hùng hục, cứ từ từ rồi sẽ xong, từ từ rồi sẽ hoàn thành, không vấn đề gì, đừng có vội. Vội là mệt, cũng vẫn là hoàn thành nhưng mà vội là mệt. Mà mệt quá thì năng lượng nó xuống quá, nhiều khi lần sau nhìn đến việc cứ sợ. Thế bạn thấy là đi ra ngoài, nhiều khi mình nói các bạn nhé, các bạn cứ thấy là đi ra ngoài những cái người nào mà người ta làm cái gì nhá, người ta cứ bình tĩnh, người ta cứ từ từ, rất bền. Còn những cái người nào mà cứ tỏ ra là kiểu như là tích cực ấy, thì cứ tỏ ra tích cực, không ăn thua. Cái người mà cứ tỏ ra tích cực hay là người ta làm cái gì người ta cũng hùng hục là biết ngay cái người này không cái độ bền của người ta, cái độ duy trì, cái sự bền bỉ người ta nó sẽ kém. Cái điều đó là cái điều mà rất là đương nhiên. Bạn thấy là những người ta đi chạy kiểu chạy đường dài ấy, chạy marathon, chạy đường dài, nhưng người ta đâu có vội đâu, đúng không? Người ta không vội thì người ta bền bỉ, người ta chạy, người ta đi được đường dài. Chứ còn cái người mà chạy kiểu như là hùng hục, chạy nhanh, chạy vội, có khi chạy được một tí thôi là không chạy được nữa, mệt, thở hồng hộc, mệt. Các bạn cứ để cho mình, đúng không? Các bạn để đi, nó là như vậy đấy. Làm cái gì cứ từ từ thôi, không vấn đề gì. Nhiều khi bạn cứ làm bất cứ cái gì, bạn cứ thong dong, bạn thư thả, bình tĩnh, nó vẫn sướng, cái cuộc sống nó vẫn sướng. Cuộc sống nó chỉ đến thế thôi mà, bạn vội chả vội đi đâu, vội đi đâu, đúng không? Đằng nào chả thế. Mình thấy là những người trong cuộc sống người ta cứ vội, mình thấy mệt. Những người nào trong cuộc sống người ta cứ vội, người ta mệt lắm. Lúc nào nhấp nha nhấp nhổm, hoặc là đang làm việc này trong đầu tự dưng cứ nghĩ đến việc kia. Đang nói chung bạn mà cứ là những người bạn đang làm cái này mà bạn cứ trong đầu bạn cứ sắp xếp cái việc khác, nghĩ việc khác thế này thế kia ấy, thì bạn là cái người không an nhàn. Bạn là cái người không an nhàn. Có những cái người như mình nói nhá, có những cái người mà người ta đi ăn sáng, người ta đang ăn sáng thì ngồi mà ăn cho nó ngon đi. Rõ ràng là đang ăn sáng, đầu lại nghĩ đến buổi trưa ăn cái gì. Đang ăn sáng mà đầu lại nghĩ đến buổi trưa ăn cái gì, thì mình hỏi bạn, cái người như vậy lấy đâu ra nhàn?
đúng không? Người như vậy không thể nói là người ta là cái người ăn nhàn được. Cái người ăn nhàn ấy, khi người ta ăn sáng ấy, người ta đang ăn ấy, là người ta biết, người ta tận hưởng luôn. Cái lúc đó là người ta nghỉ ngơi ngay trong cái lúc người ta ăn. Và người ta ăn, người ta rất rất chăm chú đến cái đồ ăn của người ta, thì người ta mới cảm nhận được, cảm nhận được cái đồ ăn người ta nó ngon. Người như vậy mới là cái người biết thưởng thức. Cái người như vậy mới là cái người có số ăn nhàn, đúng không? Mà đấy đi, người như vậy mới là cái người ăn nhàn, người ta tận hưởng chứ. Thế là mình nói đơn giản là như thế này. Những cái người bạn thấy là những cái người mà người ta ngồi người ta uống nước, người ta ngồi người ta uống nước, người ta uống cái chén nước chè thôi, nhưng mà người ta ngồi người ta uống, người ta nâng lên người ta uống từ từ, người ta nâng lên người ta bắt đầu người ta hít hít hà, người ta ngửi rồi người ta thổi, xong người ta uống, người ta chép chép miệng, cảm nhận ấy, từ tốn bình tĩnh. Người đó là cái người ăn nhàn ấy, người đó là cái người ăn nhàn. Chứ còn những cái người mà kiểu như là nâng cũng là uống cái chén nước chè xong vội vội vàng vàng lên rồi xong một tợp làm ngay một đỏ xong luôn chẳng hạn là như vậy, xong rồi tranh thủ đi làm cái việc khác, tranh thủ làm công việc thế này thế kia, thì rõ ràng những người đó là những người không phải là những người ăn nhàn, chưa phải là cái người ăn nhàn, đúng không? Hoặc là đang uống nước chè lại bắt đầu nghĩ cái chuyện gì. Thế đấy không phải là cái người ăn nhàn. Cái người ăn nhàn người ta uống nước chè, người ta biết là người ta đang uống nước chè, người ta cảm nhận, người ta tập trung vào cái chén nước chè, người ta cảm nhận cái chè này nó có ngon hay không, cái nước nó như thế nào, nó xanh, nó trong hay nó đục, hay nó vàng, cái cách pha chè nó là như thế nào rồi. Người ta tập trung, nói chung là người ta rất từ từ, người ta thư giãn thư thái và người ta tập trung, người ta để ý. Thì đấy là cái người ăn nhàn đấy, các bạn cứ để ý, đúng không? Ăn nhanh thì cũng không phải là cái người ăn nhàn, thì ăn nhanh thì cũng không phải là ăn nhàn. Dĩ nhiên là đừng có ăn dề dề, đừng có chậm quá. Cái người ăn chậm quá, cái số người ta cũng khổ, vất vả đấy, không phải là sướng đâu. Ăn chậm quá là nhiều khi là cái sức khỏe nó cũng kém. Sức khỏe kém nhiều khi cũng không làm được cái việc gì. Không làm được cái việc gì nó to tát, hay là không làm được những cái việc gì suy ra là cái cuộc sống nó cũng khó khăn. Ăn là vừa phải thôi. Mà từ tốn, ăn vừa phải, từ tốn, nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, không vội vàng, không nhồm nhoàm. Đấy là cái người ăn nhàn. Đừng có chậm quá, đúng không? Các bạn cứ để ý đi, nó là như vậy đấy, nó là như vậy đấy. Kể cả bạn thấy là cái người người ta có cái số ăn nhàn, người ta nhiều khi mình nói người ta không hơn thua, không tranh giành, không hơn thua, không tranh giành, thì bạn cứ để ý, không hơn thua, không tranh giành đâu. Cái đặc điểm ấy, đặc điểm bạn tiếp xúc người ta, bạn thấy ai hơn thì hơn, mà ai như nào thì người ta không để tâm nhiều vào những cái chuyện mà hơn thua, tranh đấu, tranh giành này nó đúng sai đâu, không bao giờ. Đôi khi sống theo cái kiểu như là biết đủ ấy, biết hài lòng, biết đủ, kiểu là như vậy, biết hài lòng, biết đủ, đúng không? Thank you.
Người ta luôn biết đủ hài lòng với những cái gì mà mình đang có. Đúng, nhiều khi mình nói nhiều khi cái cuộc sống trông vậy thôi, nhưng mà nó có không cái trạng thái gì nó cũng có cái hay và cũng có cái chưa hay của nó. Các bạn nhớ trạng thái gì cũng vậy, nhiều khi người ta cứ bảo là cái gì quá khứ thì qua rồi đúng không, mà tương lai thì chưa tới, thì cứ sống trong cái giây phút hiện tại. Nhiều khi người ta cứ nói thế thì là tốt hơn đúng không. Nhiều khi người ta cứ nói thế, ok, thực ra thì mình nói là như thế này này, đôi khi trong cuộc sống ấy, cái người mà người ta lại biết lo xa, người ta biết nhìn xa, người ta biết lo xa, thì đôi khi họ lại là những người họ có được cái cuộc sống tốt hơn chẳng hạn. Bởi vì khi một cái người ta lo được xa thì người ta không phải lo cái nỗi lo gần. Còn cái người mà vô tư quá, cái người mà không lo xa, không nhìn xa ấy, thì nhiều khi mà cái nỗi lo gần nó đến ấy, thì họ nhiều khi họ bị cuống. Họ bị cuống. Cái cuộc sống nó xô đẩy thì bắt buộc là họ cái lúc đó là họ bị cuống. Đúng không? Thế nên ý, lo xa nó cũng là cái tốt, nhưng mà nếu mà nhiều khi mình kiểu như là mình lúc nào mình cũng lo ấy, lúc nào cũng lo xa, lúc nào cũng lo lắng, thì nó sẽ làm cho chúng ta không được an nhàn, nó làm cho chúng ta mệt, làm cho chúng ta căng thẳng, đúng không? Thế nên nhiều khi mình nói các bạn, cái trạng thái nào nó cũng có cái, nó cũng có cái ưu điểm và có cái nhược điểm. Tuy nhiên khi chúng ta hiểu thì chúng ta phải biết cân đối, đúng không? Chúng ta phải biết cân đối đấy, làm thế nào làm cho nó thích hợp nhất với chúng ta. Mỗi người một khác, mỗi người một cái tâm lý, một cái suy nghĩ, một cái hoàn cảnh nó khác, thì chúng ta làm thế nào để cho nó phù hợp nhất, đúng không? Các bạn cứ để đi. Thật ra mình nói luôn là thế này nhá, các bạn cứ hãy nhớ một cái điều là như này này, trong cái cuộc sống này cái phần lớn con người của chúng ta ấy, nó đều là sống trong quá khứ và sống trong cái tương lai, chứ làm gì có cái chuyện sống trong hiện tại. Các bạn cứ để đi, các bạn hãy để ý cái điều đó. Nhiều khi mình ngồi mình ngẫm nghĩ cái câu nói mình bảo là sống trong giây phút hiện tại, sống trong hiện tại, mình cũng không hình dung ra hiện tại nó là cái gì. Bởi vì mình thấy là chính ra, đúng ra chúng ta toàn là sống trong cái quá khứ. Tất cả cái quá khứ, chúng ta toàn sống trong quá khứ thôi. Và chúng ta cũng sống trong cái tương lai thôi. Tương lai là chúng ta cứ tưởng tượng, chúng ta cứ lên kế hoạch, lên mục tiêu hay là định làm cái gì, nó đều đấy là tương lai, còn gì nữa. Còn quá khứ là những cái bài học, những cái kinh nghiệm, tất cả những cái gì, những cái kỷ niệm, những cái ký ức, tất cả mọi thứ. Thì chúng ta không có cái quá khứ làm sao mà chúng ta sống được trong cái tương lai. Mà cái hiện tại nó là cái gì? Bạn thử nghĩ xem là cái hiện tại nó là cái gì? Đấy, mình đang nói là mình đang ngồi đây, mình bảo là đây là hiện tại. Nhưng mà thực ra nó là quá khứ rồi. Hiện tại nó là phút, một phút, hay là một giờ, hay là một ngày, hay là một giây, hay là một phần 10 giây, một phần triệu giây. Thế hiện tại nó là cái gì? Mấy ai được sống trong hiện tại đâu. Hiện tại nó là cái gì? Đây mình vừa nói chuyện với bạn dứt lời, nó thành cái quá khứ xử nó rồi. Vừa nói dứt lời nó thành quá khứ rồi, còn gì nữa, lấy đâu ra hiện tại nữa. Mà khi mà mình nói mà mình không nghĩ là mình chuẩn bị mình nói gì, thì làm sao mình nói được. Và chính cái suy nghĩ mình chuẩn bị nói gì, nó là cái tương lai đấy, còn gì nữa. Thì nó là cái tương lai, thì mình nghĩ mình chuẩn bị mình nói gì,
thì mình đang lo xa, những gì mình đang lo lắng, mình đang suy nghĩ cho cái lời nói thì rõ ràng nó là cái tương lai. Thế thì bây giờ mình hỏi các bạn nhiều khi cái câu nói mà sống trong hiện tại thì hiện tại nó là cái gì, đúng không? Thế nên nhiều khi muốn nói gì nói nó chỉ là cái tương đối, muốn nói gì nói nó chỉ là cái tương đối. Thì kiến thức gì kiến thức mà khi mà kiểu như là chúng ta đào sâu ấy, chúng ta đào sâu, chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta lập luận thì chúng ta mới thấy là chưa hẳn là đúng, đúng không? Nếu mà đào sâu thì chúng ta sẽ thấy là chưa hẳn là đúng. Mình nói không có quá khứ thì làm sao mà có tương lai, đúng không? Bây giờ cái bà sống trong hiện tại thì hiện tại nó là cái gì, đúng không? Chẳng hạn là như vậy. Đấy, thì những cái người lại quay trở lại, những cái người mà người ta là những cái người người ta nhàn ý, thì người ta nhàn thì người ta thường là những cái người người ta biết đủ, biết hài lòng với những cái gì người ta đang có. Nhưng mà đôi khi nha, với mình nha, mình nói các bạn luôn là như này này, với mình ý, thì những cái người nhàn ý, thì ngoài cái chuyện người ta biết đủ, ngoài cái chuyện mà người ta hài lòng, biết hài lòng với những cái gì mà người ta đang có ý, thì người ta vẫn phải có một cái chút, người ta gọi là cái gì, có cái tầm nhìn, có cái lo xa, có cái người ta biết lo xa, biết lo xa. Thì người ta phải lo được xa thì người ta mới nhàn được, đúng không? Các bạn lại nhớ đấy, chứ không lo xa, không biết nhìn xa thì lấy đâu ra mà nhàn, lấy đâu ra mà nhàn, đúng không? Nói chung là các bạn cũng quan sát một vài những cái điểm nữa là như này này. Những cái người mà người ta là những cái người người ta có cái xấu nhàn ý. Thì người ta có cái số nhàn, người ta đôi khi người ta cũng là cái người kiểu người ta muốn, người ta sống đơn giản ý. Người ta muốn đơn giản hóa mọi thứ. Bạn cứ để ý đi, bạn cứ để ý đi, trông vậy thôi. Ví dụ nhá, bây giờ mình nói ví dụ. Ví dụ là nhiều khi bây giờ bạn muốn ăn cái này ăn cái kia, đúng không? Muốn ăn cái này ăn cái kia chẳng hạn. Rồi những cái đồ mà bạn ăn ý, thì bạn muốn là nó phải có những cái này, có những cái gia vị này, gia vị kia, nó cầu kỳ, nó thế này thế nọ, đại loại là như vậy. Nhưng mà những cái người mà người ta là những người người ta nhàn ý, thì đôi khi người ta lại chẳng cầu kỳ như vậy. Người ta chẳng cầu kỳ như vậy. Có khi người ta úp cái mì lên cái là người ta xong qua bữa, kiểu là như vậy. Người ta lại không cầu kỳ. Ê, hay là người ta muốn uống chè hay là muốn uống cà phê, nhiều khi người ta lại nghĩ đến cái đây không phải là lười nhá, đây không phải là lười, nhưng mà đây là mình đang nói là về cái kiểu như là cái tự dưng họ có cái tư duy là kiểu như là thôi đơn giản hóa đi, cho nó qua đi, cho nó xong đi. Muốn uống cà phê hay là muốn uống chè, họ ngại pha chẳng hạn, họ ngại pha nhá, thì thôi uống nước lọc là cũng xong. Ý, uống nước lọc là cũng xong. Để dành cái thời gian mà pha, họ tiết kiệm được cái thời gian, có thể là để họ ngẫm nghĩ cuộc đời chẳng hạn, hay họ tư duy vấn đề gì đó, hay là họ làm một cái gì khác, kiểu là như vậy. Họ muốn đơn giản hóa mọi thứ. Người đó là cái người nhàn đấy. Người đó là cái người nhàn. Mà thường thường là chính ra, mình nói các bạn là như này là chính ra những cái người, những cái người mà người ta có được cái cái số nhàn ấy, cái tướng nhàn, cái số nhàn ấy, thì thường nha, thường mình thấy là những cái người đó họ tương đối là, họ tương đối là giỏi đấy. Họ là cái người, chính ra họ là cái người họ rất hiểu biết. Họ rất hiểu biết. Bạn cứ nhớ đấy. Rất là hiểu biết. Bởi vì nói gì thì nói,
cái cuộc sống ý, thì mọi thứ bạn có làm mọi thứ thì nó cũng chỉ để có được cái cảm giác mà nó dễ chịu, đúng không? Bạn muốn làm cái gì bạn làm, muốn kiếm tiền gì thì bạn kiếm, muốn làm cái gì làm nhé. Thì cái cuối cùng nó cũng chỉ đi đến cái cảm giác để cho chúng ta được dễ chịu, để cho chúng ta được thoải mái. Càng thoải mái càng thành công, càng dễ chịu càng thành công, đúng không? Càng yên thân càng thành công, kiểu là như vậy. Càng không lo lắng, càng nhiều cảm giác mà yên tâm, an toàn, thoải mái, dễ chịu, hài lòng, vui vẻ, đấy là cái đích cuối cùng, đúng không? Đấy là cái đích cuối cùng. Thế nên nhiều khi người ta đơn giản hóa mọi thứ, đấy là người ta giỏi quá còn gì nữa. Tự dưng cũng xong mà nó không bị vội. Thì cái phần lớn chúng ta nha, mình nói các bạn là như này nhé, các bạn hãy để ý là thế này này. Cái phần lớn chúng ta là đôi khi chúng ta cứ hành động theo cái thói quen ấy. Chúng ta cứ làm cái gì nó theo cái thói quen. Thực ra cái đó, cái chúng ta tưởng, chúng ta thích, chúng ta muốn, nhưng mà nó cũng không hẳn, nó không hẳn là như vậy. Đôi khi chưa đói nhưng mà lại ăn, đôi khi không đói đâu nhưng mà lại cứ ăn theo cái thói quen, đúng không? Đã đói đâu mà ăn, đúng không? Thường là như vậy. Mọi thứ đôi khi hành động theo cái thói quen thôi, chứ đâu đã phải thích đâu, đã phải thích thật sự đâu. Nhiều khi cứ sẵn thế mà cứ thế thôi, chứ còn mình nói cái người chính ra, cái người mà người ta biết đơn giản hóa mọi thứ ấy, thì người ta thường cũng là cái người người ta biết, người ta hiểu, người ta lắng nghe được cái cơ thể người ta hiểu được, người ta hiểu được. Các bạn nhớ đấy, người ta hiểu được. Có những cái người mình biết là có những cái người, mình có những cái người bạn mà người ta có cái tính cách cũng rất là hay. Thì mình, cái tính cách của mình ngày xưa cũng giống như họ. Nghĩa là gì? Nghĩa là thèm ăn một cái gì thì kể cả đi xa để mà chỉ ăn cái thứ mình thèm. Đi xa đấy, nhiều khi đi một vài tiếng chỉ để ăn cái thứ mình thèm, xong lại đi về. Cái mức độ đó, cứ thèm là phải ăn bằng được. Thì ngày xưa mình cũng thế, nhưng mà mình bỏ được cái tính đó rồi, ngày xưa là thèm cái gì là đi xa để mà ăn xong về, kể cả những cái đồ ăn sáng, thèm cái gì là đi xa, mấy đi xa xong là thôi, xong là về. Thế nhiều khi bây giờ bỏ nó lại nhàn, bỏ được cái tính đó nó nhàn nhiều, nhàn nhiều. Tự dưng chỉ mỗi cái ăn vào trong mồm thôi, ăn sáng ăn vào trong mồm thôi, nó mất đến mấy tiếng. Đi rồi ngồi lại ăn, ăn xong bắt đầu lại đi về, tự dưng lại chuẩn bị đi, thì xong cái khâu chuẩn bị, xong rồi đi, xong bắt đầu về, nó cũng phải 1-2 tiếng chẳng hạn là như vậy. Tự dưng mất thời gian đấy, tự dưng nó làm cho mình, tự mình làm cho mình bận, chứ ai làm cho mình bận. Các bạn cứ để ý đi. Thực ra là nhiều khi không an nhàn, cái người sống người ta không có được cái an nhàn, tự người ta làm cho người ta không an nhàn. Chẳng ai làm. Thế là bỏ được cái đó, tự dưng thấy nó nhẹ nhõm, nhẹ nhàng. Đấy. Cảm thấy nó dễ chịu, nó thoải mái. Không, mình nói các bạn là như này. Cái nhu cầu của mình nó cứ phát sinh ra ấy, mình cứ chiều theo những cái nhu cầu mình, cái nhu cầu nó cứ phát sinh ra thế này thế kia ấy. Tự dưng nó thấy nó bận rộn,
chả đâu vào với đâu, tự dưng bận rộn. Lẽ ra cái cũng là cái ăn, mình ăn đơn giản ở ngay gần nhà thôi chẳng hạn, thì mình tiết kiệm được tiếng rưỡi đúng không? Bình thường là 2 tiếng đúng không? Nhưng mình thôi mình lại tiết kiệm được tiếng rưỡi. Thì có phải là cái tiếng rưỡi đấy tha hồ mà nghỉ ngơi không? Tha hồ mà ăn nhàn không? Tha hồ mà bình thường làm cái gì nó nhẹ nhàng từ từ không? Từ tốn không? Cái đường này lại chỉ vì cái nhu cầu như vậy. Thế là trong một ngày nó mất mất 1 tiếng rưỡi thôi. Thì các cái việc khác thì phải vội. Đúng không? Kiểu là như vậy. Đấy, bạn cứ để cho mình cái như vậy. Những cái người người ta có cái số ăn nhà đi thì người ta là như vậy đấy. Thì người ta là như vậy đấy. Người ta biết cách kiểu đơn giản hóa mọi thứ. Một cái đặc điểm nữa các bạn để ý cho mình nhé. Một cái đặc điểm nữa của cái người ăn nhàn, các bạn để ý cho mình là như này này. Những cái người ăn nhàn ý, người ta có cái đặc điểm người ta biết buông bỏ. Biết buông bỏ. Mình nói quý vị là như này này, các bạn hãy nhớ là như thế này này. Cái phần lớn ý, những cái gì mà nó mệt mỏi, nó làm cho chúng ta mệt mỏi, nó nằm ở trong đầu. Cái phần lớn nó nằm ở trong đầu. Thì các bạn hãy nhớ đấy. Trong đầu của bạn ấy cứ muốn cầm, muốn nắm, muốn giữ, muốn ôm, muốn ấp, thì không muốn buông là mệt, đã là mệt. Các bạn nhớ đấy, nó mệt lắm. Ví dụ nhá, bây giờ ví dụ bạn rất rất yêu chồng bạn, hay là bạn rất yêu vợ bạn, hay là bạn rất yêu cái người người yêu của bạn đi, bạn trai hay là bạn gái gì đó, bạn rất yêu đúng không? Và trong đầu của bạn lúc nào bạn cũng nghĩ đến người ta, thì lúc nào cũng nghĩ, không biết là giờ này anh ấy, cô ấy, chị ấy, em ấy đang làm cái gì, lúc nào cũng nghĩ. Ừ, đi đâu làm gì như thế nào giờ này, hoặc là đến cái lúc mà nhắn tin gọi điện không thấy trả lời nữa, thế này thế nọ, thế là cũng lo cũng nghĩ cũng sợ, xong đủ mọi thứ. Bạn để đi, riêng cái chuyện nghĩ đến thôi đã làm cho chúng ta rất mệt đúng không? Nghĩ, lo lắng, lo sợ, rồi bắt đầu lại có nhiều những cái trạng thái khác nữa, chẳng hạn là như vậy. Mới đầu thì đơn giản lo lắng lo sợ một cách đơn thuần, thế này thế kia, đang nghĩ đang nhớ, nhưng về sau bắt đầu nó lại thế này thế kia, nó lại phát triển nghi kỵ nghi ngờ đủ các kiểu, thấy mệt không? Rõ ràng là mệt hơn gì nữa, rõ ràng là mệt hơn gì nữa. Đấy. Nhưng mà nếu như mà một cái người nào đó ấy, người ta hiểu được những cái điều đó ấy, thôi người ta nghĩ ít thôi, ok, thôi người ta cứ tin tưởng thế nào thì cũng được, kiểu như là buông cái suy nghĩ ra ấy, buông bỏ cái suy nghĩ ra ấy. Những cái mà kiểu như là cứ cứ muốn kiểu như là người ta gọi là muốn cái gì nhỉ, muốn muốn quản lý, muốn thế này thế kia ấy, người ta buông ra thì lập tức là nhàn luôn, lập tức là cái đầu nó nhẹ, buông cái kiểu như là cái muốn muốn sở hữu người người khác ấy. Bạn cứ để ý đi thì nhẹ nhàng liền, thì có cái gì đâu đúng không? Bạn để ý đi, thế nên những cái người ăn nhàn là những người người ta biết buông bỏ lắm. Mình ở đây mình nói nó còn nhiều những cái trạng thái nữa, nói chung là nhiều trạng thái nữa. Mà thường thường là nhiều khi đây là cái chung, cái tâm lý chung của con người chúng ta.
chúng ta thà chúng ta không có cái gì chẳng hạn, thì nhiều khi chúng ta không phải lo giữ, đúng không? Nhiều khi chúng ta không phải lo, không phải lo là phải giữ rồi phải chăm sóc thì thế này thế nọ. Nhiều khi càng không có thì lại càng nhàn. Đây là mình chia sẻ thôi nha, chứ mình không có khuyên hay là không có xui các bạn là không có xui các bạn là không giữ cái gì nhé. Coi như là tham khảo, gợi ý nhá. Tham khảo thôi, chia sẻ thôi, cho nó vui vui thôi. Nhưng mà thường thường là cái tâm lý là như vậy. Thường thường là khi chúng ta càng kiểu như là ít sở hữu thì chúng ta sẽ thoải mái hơn. Ít sở hữu sẽ thoải mái hơn, tự do hơn, sẽ nhẹ nhõm hơn. Chứ còn cái gì càng sở hữu càng có nhiều thì nhiều khi chúng ta càng bận, đúng không? Càng bận. Rõ ràng là như vậy. Bây giờ bạn làm ăn, bạn chỉ có một cái, mình nói bạn làm ăn, bạn công việc, bạn chỉ có một cái công ty thôi, hay chỉ có một cái cửa hàng thôi, thì cái bận rộn của bạn nó chỉ ở trong cái khoảng đó. Nhưng bây giờ bạn có một chuỗi, một chuỗi công ty mở ra rất nhiều, rồi một chuỗi cửa hàng, đúng không? Thì rõ ràng bạn sẽ bận hơn, bạn sẽ bận hơn. Mặc dù là mỗi một công ty hay mỗi cửa hàng bạn đều có giám đốc ở đó, có đều có quản lý ở đó, thế này thế kia, nhưng vẫn bận hơn, đúng không? Vẫn bận hơn. Đúng không nào? Nói chung có nhiều thì cái chuyện đấy, đấy là cái chuyện đương nhiên. Mà khi bận hơn rồi thì làm gì mà có cái chuyện mà ăn nhàn, đúng không? Thế nên ý, những cái người mà người ta là những cái người, người ta có cái số ăn nhàn, người ta tướng ăn nhàn, nhiều khi người ta buông bỏ, người ta biết buông. Người ta biết buông, người ta biết buông bỏ, đúng không? Bạn cứ nhìn, bạn để ý vào cái việc đó. Bạn thấy cái người nào mà trong cuộc sống người ta là cái người, người ta biết buông ấy, biết buông bỏ ấy. Buông bỏ những cái suy nghĩ, những cái trăn trở, những cái lo lắng, những cái bận rộn hay là những cái này cái kia ấy. Người ta coi nhẹ nó đi thì như thoải mái, người ta coi nhẹ đi, người ta không không có muốn là kiểu như nắm giữ hay là sở hữu cái này cái kia nhiều ấy. Là người ta nhàn, là người ta nhàn. Còn một cái điểm này nữa các bạn để ý cho mình này. Có một cái điểm này nữa. Cái điểm này nữa. Các bạn cứ thấy là cái người nào là cái người nhá, khi bạn làm cái gì, khi bạn làm cái gì thì cái khoảnh khắc mà bạn làm ý, cái việc bạn làm ý. À cái này có thể là mình nó hơi nơ nớ, hơi na ná ở cái bên trên mình chia sẻ, nhưng mà nó khác một tí. Nhưng mà đại loại là như thế này. Ví dụ khi bạn đi, bạn đi chơi nhá, bạn đi chơi, bạn gặp bạn bè của bạn và bạn đi chơi, thì chơi ra chơi và làm ra làm, cái ý là bạn trân trọng cái khoảnh khắc mà bạn với những người bạn của bạn gặp gỡ nhau, đúng không? Bạn trân trọng cái khoảnh khắc đó thì bạn là cái người ăn nhàn. Chứ còn nếu như bạn là cái người mà đang đi chơi nhưng mà trong đầu của bạn ấy, thì lo lắng đến những cái việc mà nó ở nhà, đúng không? Lo lắng đến công việc, lo lắng đến việc nhà, rồi lo lắng những cái người này người kia, thì bạn là cái người, bạn không phải là cái người có cái số ăn nhàn, đúng không? Bạn để ý cho mình đi. Bạn làm cái gì, bạn chỉ có biết là cái đó, bạn trân trọng những cái đó, cái khoảnh khắc đó, cái con người đó, cái địa điểm đó, cái nơi đó, cái gì đó của bạn, bạn đang ở đó, bạn đang làm cái việc đó,
bạn không suy nghĩ đi cái này cái kia thì bạn là cái người an nhàn. Đương nhiên bạn là cái người an nhàn, đúng không? Bạn để đi. Có những cái người đi chơi thì lại cứ nghĩ đến công việc, xong bắt đầu làm việc lại nghĩ đến đi chơi. Những người đó không phải là cái người an nhàn. Làm ra làm, chơi ra chơi chẳng hạn. Nói chung là cứ đang làm cái này bắt đầu cứ nghĩ đến cái khác thì đấy không phải là cái người an nhàn. Không phải là cái người an nhàn. Đúng không? Nói tóm lại, bạn cứ sống trọn vẹn với cả cái khoảnh khắc của bạn. Bạn cứ sống trọn vẹn trong những cái khoảnh khắc của bạn. Đang là như nào bạn cứ như thế. Nghe nhạc tập trung vào mà nghe nhạc. Uống trà tập trung uống trà. Gặp gỡ bạn bè tập trung vào gặp gỡ bạn bè. Đừng có cứ nhấp nhổm. Đúng không? Đừng có cái tư tưởng, cái suy nghĩ nó nhấp nhổm. Một cái đặc điểm nữa này. Cái đặc điểm này cũng là cái đặc điểm rất là quan trọng, vô cùng quan trọng luôn ý. Các bạn hãy để cho mình. Cái bạn nào ấy, bạn là cái người ý, kiểu như bạn là cái người mà bạn biết tha thứ ý. Cái này quan trọng lắm. Mình thấy là những cái người mà người ta là những cái người người ta có cái số an nhàn ý, người ta luôn biết tha thứ. Người ta luôn biết tha thứ, luôn biết bỏ qua, luôn biết tha thứ. Ai mà làm cái gì có lỗi hay là như thế nào, dù lỗi gì hay là như thế nào, người ta đều là những người ta bỏ qua được, người ta tha thứ được, người ta buông, người ta tha thứ liền ý, người ta bỏ qua liền ý. Cái người an nhàn người ta thường là như vậy, không có ôm cục tức vào trong người làm gì, không có ôm những cái hận, cái thù, cái ghét hay là bất cứ một cái gì. Người ta biết tha thứ. Bạn cứ để đi thì còn rõ ràng bạn là cái người bạn không biết tha thứ thì bạn không thể là cái người an nhàn được. Cái người mà không biết tha thứ là cái người chính ra là cái người vất vả lắm, người là cái người khổ lắm, thì khổ lắm. Lúc nào ở trong đầu cũng nặng trình trịch cái hận, cái thù, cái ghét, cái không ưa. Bạn nhớ đấy, khổ tâm lắm cái người không biết tha thứ. Cái người biết tha thứ là những người người ta nhàn tênh, người ta nhẹ nhõm, người ta nhàn lắm. Đúng không? Bạn để đi, bạn để ý xem là bạn có phải là cái người bạn biết tha thứ hay không. Mình nói các bạn là như này này. Cái oán giận ý, nha. Cái oán giận, cái oán ghét, cái thù ghét, nó là cái dễ làm cho chúng ta ấy. Già, yếu, ốm, đau, bệnh tật nhất. Các bạn nhớ đấy. Tất cả những cái trạng thái mà kiểu như là không tha thứ ấy, cái trạng thái mà cứ để ở trong đầu ấy, cái thù, cái ghét, cái giận đều khiến cho chúng ta nhá, đều khiến cho chúng ta ấy, nó căng thẳng, nó đều khiến cho chúng ta ấy, cái đề kháng trong chúng ta ấy, nó giảm đi nhiều lắm. Nó làm cho chúng ta căng thẳng, áp lực, nó làm cho chúng ta mệt mỏi,
Bạn hãy nhớ đấy. Mình nói các bạn là như này này, các bạn cứ nhớ là như này nha. Các bạn hãy nhớ một cái điều là như này này. Tất cả những cái người nào là những cái người mà kiểu như là họ là những người họ không tha thứ trong họ, họ là những người họ không biết tha thứ ấy. Lúc nào họ cũng để những cái tiêu cực của người khác ở trong đầu ấy. Lúc nào họ cũng để những cái giận, cái ghét, cái oán, cái thù, cái khó chịu người này người kia ở trong đầu ấy. Thì họ sẽ là những người mệt mỏi. Họ sẽ là những người rất mệt mỏi. Không bao giờ thanh thản được, không bao giờ an nhàn được. Lúc nào ở trong họ cũng là những cái kiểu như là tức giận, có những cái trạng thái mà tức giận, có những cái trạng thái mà kiểu như là khổ tâm lắm. Khổ tâm lắm, những cái người không biết tha thứ là những người luôn đau khổ, luôn khổ tâm, luôn dằn vặt, luôn day dứt. Nhiều cái căng thẳng. Và thường những cái người như vậy, thường là cái sức khỏe của họ nó không được khỏe đâu. Bởi vì khoa học người ta cũng nghiên cứu rồi. Bạn là cái người cứ lo lắng, cứ bực bội, cứ nhiều cái tức giận, cứ nhiều cái tức giận, cái oán giận ý, cái hận thù hay là bất cứ một cái gì với người khác, thì bạn thường là những cái người sức khỏe bạn sẽ không nhiều, cái đề kháng nó kém đi, cái đề kháng nó mất đi. Bạn cứ để ý đi, bạn không được khỏe, không được khỏe, không được nhàn đâu. Tâm bạn nó nặng chình chịch. Nhưng mà còn ngược lại là những cái người người ta an nhàn ấy, người ta khỏe mạnh, người ta vui vẻ ấy, người ta yên, an nhiên, an nhàn, người ta an vui ấy. Bạn hãy nhớ là thế này, không bao giờ họ để những cái trạng thái mà nó tiêu cực ở trong đầu, không. Họ thường là cái người tỉnh táo, thường là cái người thông minh. Ai mà làm bất cứ một cái gì có lỗi với họ, họ bỏ qua liền. Bỏ qua liền đi, tha thứ liền đi, cho qua liền đi. Họ không để ở trong đầu đâu. Không để trong đầu đâu. Và thường là những cái người biết tha thứ, thường những người người ta khỏe mạnh lắm. Cái đề kháng người ta nó tốt, người ta khỏe mạnh. Cái người biết tha thứ sẽ là cái người an nhàn. Cái người an nhàn thường là cái người người ta có nhiều hạnh phúc. Cái người an nhàn thường là họ là những cái người họ luôn sung túc, luôn đầy đủ đấy. Các bạn hãy luôn nhớ là như thế. Người an nhàn là cái người biết đủ và người ta luôn sung túc, người ta luôn đầy đủ. Còn những cái người mà cái người không an nhàn là cái người thường là những cái người người ta không biết đủ, người ta cứ muốn vươn lên ý. Mà các bạn biết rồi, những cái người mà người ta muốn vươn lên, cái người mà người ta không biết đổi, thì người ta có bao nhiêu đi chăng nữa, thì người ta vẫn là cái người kiểu, vẫn là cái người nghèo. Dù họ là cái người có bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà họ là cái người họ không biết đủ, họ vẫn là cái người thiếu. Còn cái người mà biết đổi, thì dù là cái gì của họ ấy, từ cái rất đơn giản nha, rất đơn giản, từ những cái nhỏ, kể cả cái niềm vui nó nhỏ nhỏ, là những cái vật chất hay bất cứ một cái gì, cái tiện nghi gì nó nhỏ nhỏ, cũng làm cho họ hài lòng, cũng làm cho họ thấy đủ. Thế là họ là những người họ rất biết đủ, là họ là cái người họ giàu, họ không thiếu, đúng không? Đơn giản là như vậy. Đúng không nào? Đó. Video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Thân ái chào tạm biệt.